Siêu phẩm máy lọc nước Purit Delica mới, nước sạch thông minh tiên phong xu hướng mới. Chuyển sang một số thông tin về y tế đáng chú ý. Thưa quý vị, số ca sốt xuất huyết nặng đang có những diễn biến bất thường và sớm hơn so với mọi năm. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở tuyến cuối điều trị cho những bệnh nhân sốt xuất huyết nặng. Trong một tuần vừa qua, thì khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phải tiếp nhận đến 10 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng, trong đó thì đã có 4 trường hợp tử vong. Từ cuối tháng 8, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết nặng. Trong đó thì riêng trong tuần qua, ở khoa cấp cứu, tiếp nhận đến 10 bệnh nhân nặng, 4 bệnh nhân tử vong. Các trường hợp này khi được đưa đến viện đều ở ngày thứ tư, thứ năm của bệnh, trong tình trạng rất nặng như là suy gan, suy thận. Một số bệnh nhân mất máu nhiều. 4 trường hợp tử vong do diễn biến quá trầm trọng. Các biện pháp can thiệp tích cực đã không cứu sống được người bệnh. Theo các bác sĩ, bệnh nhân sốt xuất huyết nói chung, diễn biến nặng sẽ bắt đầu từ ngày thứ tư trở đi, khi mà có hiện tượng thoát dịch ra lòng mạc. Đặc điểm của sốt xuất huyết dengue là sốt xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn và rối loạn đông máu, suy tạng. Và nếu không được chẩn đoán sớm và xử lý kịp thời thì tử vong sẽ là điều ngẫu nhiên. Và cũng theo các phân tích của các chuyên gia, thông thường thì mọi năm đỉnh dịch sốt xuất huyết sẽ xảy ra vào khoảng tháng 9, tháng 10. Theo đó thì số bệnh nhân nặng sẽ thường rơi ở cuối điểm dịch vào tháng 11. Tuy nhiên năm nay thì mới cuối tháng 8 thôi thì mà đã xuất hiện nhiều ca nặng và số ca tử vong thì cũng tăng cao thế. Và có 3 lý do khiến gia tăng các ca sốt xuất huyết nặng. Có thể nói là thứ nhất là đặc tính của virus hoặc là diễn biến trên quần thể bệnh nhân đang có thay đổi, đặc biệt là sau một giai đoạn dài chống dịch COVID-19. Số người bị nhiễm COVID-19 cũng nhiều và miễn dịch của người dân đã bị thay đổi. Thứ hai là ngành y tế đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều nơi đang phải thiếu thuốc hoặc là nhân viên phòng chống dịch và điều đó cũng ảnh hưởng đến chất lượng điều trị bệnh nhân. Và lý do thứ ba là việc đáp ứng điều trị. Vài năm trở lại đây thì mọi người đang tập trung vào chống dịch COVID-19, nên có vẻ như là nhiều nơi một số bác sĩ quên đi một số kiến thức chính về sốt xuất huyết.